Là những người ấy Vâng. mà đã có cái cố tình ấy nhá, Vâng. mà cuối cùng coi làm những cái việc này ấy, Vâng. cái hành động này thì cuối cùng cũng nên cuối cùng coi là bỏ đi, Vâng. tốt nhất là bỏ đi. Chào các bạn, chúng tôi đang có mặt tại cái khu vực giếng được cho là bị một người nào đó ác ý bỏ thuốc độc xuống cái giếng này. Thì cái giếng này là thuộc sở hữu của gia đình bác Nguyễn Văn Thu. Thì theo như người dân cũng như theo như bác kể lại thì cái giếng này trước đây thì có rất nhiều người sử dụng, kể cả cả xóm, nói chung cả xóm có rất nhiều người sử dụng ở đây. Thì vì dạo gần đây thời tiết nắng hạn cũng như là không có mưa nên là mọi người đều chuyển đến một cái khu vực giếng khác ở gần khu vực hồ để đảm bảo nước sinh hoạt hơn. Thì cái hộ cái giếng này thì chỉ một hai nhà sử dụng mà thôi, trong đó có gia đình bác Thu và một số người con của bác có sử dụng cái giếng này. Thì không biết trong quá trình sử dụng như nào, có xích mích như nào với ai, nhưng mà trong cái khoảng 2 ngày gần đây thì có một sự việc xảy ra đáng đáng tiếc xảy ra ở đây, là có nghi là bị người khác, cái người nào đó ác ý đổ thuốc, không biết là có phải thuốc hay không, nhưng mà đổ một cái chất gì đó khác đấy, không có lợi cho nguồn nước ở đây. Thì cái điều này bác Thu đã thông tin cho chúng tôi và chúng tôi đã đến để kiểm tra hiện trường. Thì sau 2 ngày hôm nay bác đã tảo giếng, bác đã hút cạn cái nước ở đây và bác đợi ra một lớp nước tiếp theo để xem thử có sử dụng được hay không và có nên tiếp tục sử dụng hay không. Thì với cái giếng này, theo thông tin chúng tôi biết được, cái giếng này sâu khoảng 19 mét nha mọi người, 19 mét. Đấy, nguồn nước ngầm tự nhiên sử dụng từ trước nay và cực kỳ là sạch sẽ, mà không hiểu lý do gì mà đấy, có người nào đó không biết là có xích mích hay là mâu thuẫn gì ở xã hội không mà đầu độc nguồn nước của nhà bác Thu. Thì theo thông tin là sáng hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2019 thì cơ quan đã điều lực lượng xuống để lấy mẫu nước cũng như là khám nghiệm hiện trường và tìm ra và khoanh vùng để tìm ra các nguyên nhân cũng như là cái thủ phạm cái làm cho cái giếng này bị ô nhiễm. Và chúng tôi đang ở khu vực mà bác Nguyễn Văn Thu vừa tiến hành xả tảo giếng. Thì đây là cái ống mà bác dùng để xả tảo giếng đấy. Thì tiếc là chúng tôi đã đến muộn, không chứng kiến được cái cảnh tảo giếng và không biết nguồn nước này có gì khác biệt so với cái nguồn nước bình thường không, mà mọi người cho rằng nguồn nước đã bị đầu độc đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành để đến và để gặp gỡ với cái chủ cái giếng là bác Nguyễn Văn Thu để xem để nắm bắt được cái thông tin gì cụ thể không nha các bạn. Ok, đây là bác nói là đây là nó đổ đổ thuốc đây à? Rồi ngay ngay xuống rồi có cả cái gì điện chưa, cái điện thòng xuống Thì điện thòng xuống. nó cùng coi là nó đổ đây, Dạ. nó đổ đây cùng coi là nó theo cái cùng cái dòng dây điện xuống coi như là máy nha. Dạ. Nó lại cùng cái chắc này đây là nó thuộc diện nó vội này, nó vội coi cùng nó sợ khi nó đổ xuống thì cùng coi nó theo theo dây điện xuống Dạ. xuống máy nha, coi như vào cả ống luôn, vào ống luôn chứ Vào dính cả ống dính, này dính luôn. dính ống luôn, Vâng. mà sao một cái chất gì mà nó thật bây giờ mình kỳ nó không ra đấy. Chắc nó có một cái Đây chất quay, đây gì quay cận cảnh thôi. nó phù ra đây không ạ, phù ra đây này Đây là cái hiện trường còn để lại đây là này đây nó còn dính đỏ ở đây. đây dính đỏ đấy, thuốc Đấy. màu đỏ Mà không biết là thuốc gì đúng không? thuốc gì chưa biết. Vâng. Rồi, bác cho hỏi chú là bác cái sự việc này nó xảy ra lâu chưa bác? Xảy ra hôm lúc 8 giờ sáng, 8 sáng. 8 giờ sáng ngày 17 17 hôm nay ngày 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 19. 17 tháng 7. Nay ngày 19 rồi đúng Hôm nay là ngày 19. không? Là 3 ngày trước. Vâng. Thế là sự việc vậy, tại sao là bác tại sao bác biết là cái giếng mình có cái sự việc như vậy xảy ra? Thì sáng ra rồi cùng coi là đi uống cà phê lên Vâng. chỗ ông Tam Thịnh, xong rồi về là đi tưới lúc bây giờ 8 giờ. Vâng. Về có bật máy lên tưới thì cùng coi hiện tượng coi cái nước coi như là nó sủi lên như nước xà bông, Nước sủi bọt giống xà bông. như xà bông
Vâng. Thế sau về là nghĩ là cuối cùng không biết tại sao cuối cùng quay lại mọi ngày giếng nhà mình làm gì có cái chuyện này. Đúng rồi. Thì cuối cùng coi là bác cuối cùng quay đưa vòi về bơm trực tiếp vào cái dòng cái bể cuối cùng chuyên môn tưới rau. Bể để tí rau. À, thì nó lại sủi lên một lớp váng coi nhà trắng luôn trên mặt nha, mà là nó phụt lên như cái ga, nó có ga. Nó sủi giống như ga lên đấy. À, thì sau cuối cùng ấy, bác coi như là lấy một cái thau thau thật trắng bác bơm vào, sau bác lấy coi như ba cái cùng chai nước Thế là bác không không phẩy năm lấy mẫu ấy, bác lấy lấy mẫu. mẫu để coi cùng gửi những con nhà chức năng người ta làm đấy. Thế trong cái quá trình sử dụng lâu nay là từ trước giờ nó có cái trường hợp xảy ra như vậy chứ bác? Không có, trước Không là có. không có, lúc nào cuối cùng nước cũng đẹp hết, sạch sẽ hết, mà sao hiện tượng này cuối cùng lại có cái hiện tượng cuối cùng nước Nó nó xảy ra. lại xảy ra vậy, nó sùi lên, nó sùi như ga Vâng. mà trắng tinh. Vâng. Vậy là cũng may là gia đình cũng chưa 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 sử dụng, chưa sử dụng để ăn để uống gì đúng không Gia đình thì không biết là bơm lên bể cao là không biết là cuối cùng có dính hay không, nhưng cuối bác? cùng coi sau khi cuối cùng coi bơm rồi thì cuối cùng coi là thôi coi Không. như là rửa rửa bể để cuối cùng coi lấy nước ở Chỗ khác. dưới dưới chỗ khác mình Vâng. dùng đấy. Thế cho hỏi bác nữa là bác đã có cái động thái gì báo với cơ quan chức năng hay chính quyền gì chưa bác? Đó, bác sau khi sự việc vậy thì cuối cùng với bác cuối cùng coi như là đến lúc sáng thì chiều bác nói là cuối cùng với con cái ấy, là bây giờ xuống xem ở dưới giếng nha, tình hình cuối cùng coi là như nào, chứ bố bơm nước lên là nó thật coi nó có hiện tượng khác mấy cái nước của mọi ngày đấy. Thế là thông Thì báo cuối cho cùng vẫn thì cái con cái lúc chiều là cuối cùng chúng nó xuống xuống cuối cùng nó kiểm tra thì cuối cùng là hoàn toàn cuối cùng nước cái máy ấy máy là nó đã có hiện tượng coi như một cái vết cuối cùng coi nó như là một cái màu 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 tím đỏ đấy là có là dấu hiệu dấu bị hiệu cuối cùng là khả nghi khả nghi là là nó sẽ đổ thuốc coi như xuống giếng mình đấy. Thì sau khi coi cùng coi bác coi cùng thấy coi cùng coi sự việc nó không không được coi cùng bình thường thì bác coi cùng lên báo cáo coi cùng chính quyền xã, như là xã coi cùng lên coi cùng cái ngày 10 ngày 18 là hôm nay ngày 18 nay 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 là ở nay 19 ngày này, 19 à, ngày 18 là bác coi cùng coi là lên báo cáo với cô Hạnh. Thì cô Hạnh gọi coi như là lưu là bên công an công an xã xã để xuống coi cùng coi xem cái sự việc đấy. Thì lưu khi cuối cùng quay là chiều hôm trước vì công việc cuối cùng của công an huyện về làm thì anh ta không xuống được, đến sáng hôm sau Là hôm nay. thì bác cuối cùng quay là lên thì lưu cuối cùng quay điện cho công an huyện đấy, là xuống xuống thì cuối cùng các ông ấy cũng như là kiểm tra và quay chụp hình luôn Có đấy. những khám nghiệm hiện trường ấy. Và chắc là có lấy mẫu về để kiểm tra đúng Có không? lấy ba chai nước 0,5. Vậy cơ quan chức năng có hẹn một bác có câu trả lời hay là trong cái việc này là có dính dáng gì đến ai không hay là họ Không, người ta có hỏi là từ trước giờ bác coi như là có mâu thuẫn với ai không đấy, thì bác nói là cái này là không, bác không có mâu thuẫn ai hết, còn ai người ta làm cái gì thì cái đấy bác cũng thua nhá, chỉ biết là cuối cùng cái giếng của nhà ấy, là hiện tại cuối cùng coi là có cái vết loang lổ nghi nghi là thuốc. nghi nghi là thuốc, mà gửi coi như cho bên chức năng bên công an ấy là ba chai nước là người ta lấy về để người ta coi như là kiểm tra, Và hiện tại họ chưa có câu trả lời cho bác đúng không? người ta hẹn là cuối cùng qua một ngày gần nhất Gần nhất. là nói với bác để Vậy. biết cuối cùng cho gia đình yên tâm đây Thế là. giờ cho hỏi bác câu nữa là ví dụ như mà cái người nào đó mà cố tình đổ thuốc xuống cái giếng của bác này thì mà xem được đoạn phóng sự này thì bác có gửi gắm gì đến cho người ta không? Bác có lời nói nhắc nhở hay là gửi gắm gì đến người ta? Nếu mà coi cùng nếu mà cuối cùng coi là những người á mà đã có cái cố tình ấy nha, mà cuối cùng coi làm những cái việc này ấy, cái hành động này thì cũng nên cuối cùng coi là bỏ đi, tốt nhất là bỏ đi, vì thực ra đây là nó thật coi những cái việc sự việc không có gì là lành mạnh nhất, mà cái này là thuộc diện giết người không gươm đấy. Đúng rồi. Cho nên cuối cùng coi là nếu như ai ấy, ai mà cuối cùng có cái tư tưởng này, không phải riêng cuối cùng coi là ở cái vùng này
mà nhiều vùng khác thì nên bỏ đi, bỏ cái tư tưởng đấy đi, sống cho nó lành mạnh. Dạ đúng rồi. Không nhận à? Rồi, cho cảm ơn bác. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mình sẽ truyền đại lại cho các bạn cái thông tin chính xác nhất, cụ thể nhất trong cái bài phóng sự về sau. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.